Út Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 4 tháng 9 mình có một số cây bonsai hàng mini để bàn giao lưu đến mọi người. Hôm nay tổng hợp rất là nhiều các loại cây. Đầu tiên là cây Hải Châu mã số 1, giá giao lưu là 700 bao ship. Cây cụm cốt 3 thân. 3 thân phân bố rất là hợp lý. Giá trị 700. Giá rất là hợp lý để mọi người sưu tầm. Cây này cao tầm 40, tán ngang là 45. Cây này mỗi người chỉ cần vào chậu thì có thể chơi liền. Cây rất là đẹp. Cây đang phát triển rất là tốt. Dòng lá này xay đều 24 giờ, lá rất là đẹp. Tiếp theo là cây Hải Châu mã số 2. Một cây hai thân liền cốt, giá là 350 bao ship. Đây mình cũng vừa cắt giọt lại. Mọi người nuôi thêm nước thứ hai thì có thể vào dây. Chiều cao tầm 25. Thân cũng khá to. Tiếp theo là cây Hải Châu mã số 3, cây dáng nhìn rất là hay, giá trị 350 bao ship. Cây dáng bay nhìn rất là hay, chiều cao tầm 20. Lá đầu của Hải Châu thì kích thước hơi to, mọi người nuôi nước lá thứ hai thì sẽ cô nhỏ lại. Lô số 4 bao gồm một cây Sam Châu và một cây Hồng Vân. Hai dòng cây có lá thích hợp cho mọi người làm cây bonsai. Lá của cây Sam Châu rất là bé. Cây này cao tầm 35. Và cây Hồng Vân cao tầm 20. Lô 2 cây giá là 380 bao ship. Khách chốt thì chuyển khoản cọc mình một ít, mình sẽ chốt đơn và ship hàng. Bởi vì ship hàng trong thời gian dịch sẽ rất là khó, nên mình sẽ không thu hộ. Hiện tại thì hầu như các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam thì không thể ship được hàng. Chỉ còn lại các tỉnh khu vực phía Bắc. Cây chồi mồi mã số 5. Cây này là cây chồi mồi xẻ lá dai. Giá là 400 bao ship. Cây có chiều cao hơn 20. Chồi mồi có dòng quả rất là đẹp, quả chùm. Quả chồi mồi ăn có vị chua ngọt. Dòng này là dòng chồi mồi xẻ lá dài. Mồi cũng tương tự như sam. Cây có hai giới tính. Cây này là cây chồi mồi trái nên mọi người có thể chơi riêng, không cần phải ghép. Giá giao lưu là 400 bao ship. Tiếp theo là cây Hải Châu mã số 6, giá là 600 bao ship. Cây dáng thế rất là hay, cốt đế cũng khá to.
cây cúc rất là to. Chiều cao tầm 45. Cây này thích hợp cho mọi người có chơi gu cây bài thế. Dòng lá cũng rất là đẹp. Lô số 7 là lô 2 cây sam châu, giá là 400 bao ship. Cây cao tầm 25. Bản năng của cây sam châu khi ra lá thì nhìn giống như một cây bonsai tự nhiên. Nhìn cây rất là tự nhiên. Tiếp theo là lô sam châu mã số 8, bao gồm 2 cây, giá là 380 bao ship. Gỗ của cây sam châu cũng thuộc hàng gỗ rất là chắc và bền. Mọi người thường dùng gỗ sam châu để làm cầu chim. Cây cao tầm 20. Kích thước chuẩn để mọi người chơi cây mini đại bàng. Cành lá của cây sam châu khi nuôi thả tự nhiên thì nhìn giống như cây bonsai. Tiếp theo là lô sam châu mã số 9, giá là 420 bao ship. Quả của cây sam châu có kích thước bằng quả của cây sam núi. Khi chín quả sẽ chuyển từ màu hồng, tím và cuối cùng là tím đen. Lô số 9 giá là 420 bao ship, bao gồm 2 cây. Và cây cuối cùng trong clip là cây sam châu mã số 10, giá là 350 bao ship. Cây sam châu có cốt rất là to. Cây này cao tầm 30, cốt rất là to. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Đây cũng là số Zalo của mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nó hết video.